vừa qua đoàn công tác của ban thường vụ tỉnh ủy đã đi giám sát kết quả thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp tại xã phong quang và xã phương tiến huyện vị xuyên trong năm 2021 và 2022, trên địa bàn xã Phong Quang và xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, có 31 hộ nghèo và cận nghèo tham gia cải tạo vườn tạp, 24 hộ trung bình và 26 hộ cán bộ công chức thực hiện cải tạo vườn tạp. Những hộ nghèo và cận nghèo có nhu cầu vay vốn đều được giải ngân 100%. Nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích và bước đầu mang lại hiệu quả. Nhiều hộ đã có thu nhập từ vườn và chăn nuôi. Qua giám sát, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị xã Phong Quang và xã Phương Tiến cần phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục một số hạn chế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về cải tạo vườn tạp cho người dân đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát và hướng dẫn các hộ thực hiện cải tạo vườn tạp giả soát đánh giá hiệu quả kinh tế các hộ trung bình tham gia thực hiện cải tạo vườn tạp phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo quá trình thực hiện cải tạo vườn tạp